Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo liên quan đến vấn đề Bill Clinton. Mùng thứ hai tới đây, tác phẩm của vợ chồng Bill Clinton sẽ thêm một tác phẩm gọi là Hillary, nói về cuộc đời của Hillary và Bill Clinton, sẽ được xuất bản. Và cho đến giờ này thì dư luận của quần chúng Hoa Kỳ họ cũng không có tha thiết gì đối với cặp vợ chồng này. Bởi vì quý vị nhớ rằng mỗi một lần xảy ra những cái chuyện ám muội thì người ta đều lôi Hillary Clinton. Chẳng hạn như câu chuyện hôm vừa rồi có cái chết của một người gọi là whistleblower, là một người làm việc cho Obama trong cái Department Homeland Security, tức là Bộ An ninh Nội chính. Ông ta có viết cuốn sách gọi là See Something, Say Nothing. Những điều mà thấy đừng bao giờ nói. Nếu có thấy gì đi nữa, see something, say nothing, cũng đừng nói. Và cuốn sách đó nói rõ ràng là vấn đề chính quyền Hoa Kỳ thời Obama cover up, tức là đậy điếm, đậy điều, che đậy những cái sự kiện về khủng bố của Hoa Kỳ. Vì chính ông ta đã được lệnh của cấp trên, ông ta dùng cái chữ cấp trên thôi. Thì cấp trên ở đây chỉ có hai người, một người là tổng trưởng, hai nữa là ông tổng thống ở trên, ra lệnh cho đương sự không được tiết lộ những cái danh sách của những cái người khủng bố, những cái tên khủng bố Ả Rập. Và ông còn viết rõ trong tác phẩm của ông, vì cái chỗ bắt che đậy đó cho nên mới xảy ra vụ bắn chết ở Florida, ở một cái hộp đêm chết cả 100 người, rồi mới xảy ra vụ bắn chết ở bên California San Bernardino, chết đến 14 người. Và ông còn nói rõ cái chính sách của Obama, dù đó không nói tên, cái chính sách của chính quyền thời đó, tức là thời ông ta làm ở Bộ An ninh Nội chính từ năm 2013 cho đến năm 2015-16, là không có tiết lộ danh tính của những cái tổ chức về Hồi giáo quá khích, không tiết lộ về những cái chương trình hoạt động mà Bộ An ninh Nội chính đã khám phá được của cái bọn Hồi giáo quá khích. Vì thế cho nên tác phẩm đó ra đời chưa kịp. Đáng lẽ nếu ông ta không chết thì vào khoảng độ trung tuần tháng 3 này sẽ cho ra mắt. Và ông ta đã bị chết cách đây 10 ngày, quý vị nhớ, ở trên một cái xa lộ ở vùng gọi là Amador County, miền Bắc Cali. Người đi đường thấy một người xác chết nằm ở bên đường bên cạnh chiếc xe cọ cảnh sát. Khi cảnh sát đến nơi thì thấy anh chàng gọi là Philip Haney, năm nay 66 tuổi, nằm chết ở bên lề xa lộ vắng vẻ, gần bên tay có một khẩu súng, kế bên chiếc xe hơi của anh ta, SUV. Và cảnh sát khám nghiệm tử thi thì thấy anh ta bị bắn vào ngực, và khẩu súng thì nằm gần bàn tay của anh ta. Thì cảnh sát cho rằng đây là một sự tự sát, nó gọi là self-inflicted wound, bị thương vì cái vấn đề tự mình bắn vào người. Thế thì tất cả các cái bác sĩ khảo nghiệm thì đều cho thấy là một cái chuyện nực cười. Anh ta bắn ở ngực tự sát mà anh ta lại nằm ở dưới cái cỏ bên cạnh xa lộ, kế bên cái xe hơi. Tại sao là phải đợi đến ra ngoài rồi mới nằm xuống rồi mới tự sát? Bởi vì có nhiều nguồn tin cho biết anh ta đã bị thanh toán, anh ta đã bị hành hình, executed. Và cái người hành hình người ta cũng không tránh khỏi tên Obama, có thể là Obama, có thể là những cái nhân viên của Sở An ninh Nội chính. Quý vị thấy chưa? Thế thì giống như câu chuyện của Clinton, tất cả những người làm ăn dính dáng đến Clinton bị chết đến 50 người. Có thể là người yêu, như là anh chàng Foster, David Foster của Hillary, là một tên luật sư hồi trước học trường Yale với hai đứa, Bill và Hillary. Thì Foster này, Hillary nó yêu thằng Foster, bởi vì Foster đẹp trai hơn là
Bill Clinton. Nhưng mà Hillary láo cá, nó biết Bill Clinton có tài lươn lẹo, cho nên nó lấy Bill Clinton, nhưng mà nó vẫn còn yêu Foster. Chỉ có nhiều nguồn tin cho biết nó một lúc, khi mà Bill Clinton khám phá ra hai người ân ái thì nó bị bắn chết. Mà cái xác của nó lại nằm ở trong công viên, mà khẩu súng của nó lại nằm ở bên tay phải, trong khi nó là một người thuận tay trái. Cho nên nhiều câu chuyện lòi đuôi ra. Rồi đến 40-50 người khác cũng chết. Người thì làm ăn về vấn đề Whitewater scandal, tức vấn đề buôn bán, buôn bò với vợ chồng Clinton. Người thì dính dáng vấn đề sex, mấy cái cô mà bị tố cáo là lạm dụng tình dục bị giết. Thế thì câu chuyện của Obama và Bill Clinton nó sẽ còn nhiều sau khi Donald Trump tái trúng cử vào tháng 11 tới đây. Bởi vì đây là một cái chuyện thanh toán để phi tang, diệt khẩu những người mà sắp sửa đưa Obama ra ánh sáng, đưa đảng Dân Chủ của thời Obama ra ánh sáng. Cho nên câu chuyện rất là hứa hẹn, nhiều vấn đề gây cấn, trong khi Hillary bây giờ đã bắt đầu bị bà chánh án của tòa phá án ở trên District DC ra lệnh bà phải ra hầu tòa về cái vụ án của Judicial Watch. Tôi đã thừa với quý vị cách đây 2 ngày trả lời về những cái chuyện mà bà đã trả lời trước kia, đặc biệt là về cái chết của ông Chris Stevens, mà trả lời một cách ám muội, vì thời đó là James Comey che chở cho bà theo lệnh của Obama. Và tất cả những cái khẩu cung của bà ngày đó, mặc dù có tuyên thệ, nhưng mà ăn nói một cách rất hời hợt. Rất nhiều câu hỏi, nghi vấn, bà chỉ nói, ồ, cái đó tôi không nhớ, hoặc là tôi không hiểu, hoặc là tôi chưa biết rõ. Thế thì khẩu cung không có thể như thế được. Cho nên tòa bắt bà phải ra hầu tòa để có một cuộc khẩu cung khác với cái Judicial Watch là đứng nguyên đơn, nguyên cáo, kiện bộ tư pháp là bị cáo và lôi Hillary. Và nếu Hillary ra kỳ này mà trả lời mà tòa án thấy có tội sẽ tống vào tù, làm cái chuyện đương nhiên. Mà cái chuyện bà có tội thì mọi người bình dân nhìn cũng thấy, là vì cái chuyện Chris Stevens cả một đêm gọi đến 300 cú điện thoại, có những cái bản báo cáo cho biết cả 4 người gọi nó lên đến 600 cú điện thoại. Tức là trong đó có Chris Stevens và 3 người nhân viên an ninh cố vấn của tòa đại sứ mà gốc là người Nhái. Thế thì trong cái giây phút nguy khốn họ gọi, bà không trả lời, gọi Obama cũng không trả lời. Thế thì người ta nói rằng là nếu như lần này mà khẩu cung, chấp cung mà nó lòi đuôi ra là những cái tên có tội như là Hillary, như là Obama, như là Susan Rice. Tại sao lại có dính vào Susan Rice, là một người cố vấn an ninh, nó có dính dáng gì với lại Donald Obama? Vì Susan Rice sau cái vụ chết ông Chris Stevens và 3 nhân viên an ninh của tòa đại sứ, tòa tổng lãnh sự, bà ta nói cô rằng, ồ, cái này không phải là do Al-Qaeda, cái này là do một cái cuốn video mà người Mỹ cho lên Internet làm cho dân Libya người ta bất bình và người ta nổi lửa, người ta đốt. Câu chuyện láo khoét mà Susan Rice nói được. Thế thì kỳ này nếu như khẩu cung của Hillary nếu bị tống vào tù thì Obama cũng dính chấu, Susan Rice cũng dính chấu, và đặc biệt James Comey thì lại càng nặng nề, là vì những cái khẩu cung lần trước do James Comey lấy, do Rosenthal, Rob McKay, do Peter Strzok. Cho nên chúng ta thấy rằng là ánh sáng công lý bắt đầu soi sáng trong vấn đề cái chết oan uổng, khốn nạn của một ông đại sứ tài ba Chris Stevens và 3 nhân viên người Nhái của tòa lãnh sự quán của Hoa Kỳ ở Benghazi vào đêm 11 dạng ngày 12 tháng 9 năm 2012 vừa qua. Rồi chúng ta lại có một câu chuyện nữa, đó là một câu chuyện liên quan đến vấn đề kinh tế. Trong mấy ngày nay thì chúng tôi thưa với quý vị, cách đây 3 ngày thì Dow Jones lên đến 1.018 điểm, xong rồi đến 2 ngày vừa qua thì lại xuống
Sáng thứ sáu, thị trường Dow Jones mở ra đã xuống mất 305 điểm, có lúc mất đến 600 điểm. Cuối cùng, 305 điểm, thị trường Dow Jones chỉ còn có 25.762 điểm. Nhưng mà vẫn là cao, quý vị thấy không? Rồi nó lên rồi nó xuống. Lý do tại sao vậy? Federal Reserve là ngân hàng dự trữ trung ương của ông Powell, Jerry Powell, ông này cũng là gốc Do Thái, đã ra lệnh cắt giảm một nửa phân, bách phân tiền lời của ngân hàng chính phủ cho các ngân hàng tư vay. Cho nên bây giờ cái tiền mà ngân hàng tư vay của chính phủ nó chỉ còn từ 1 cho đến 1.25, và từ đó ngân hàng tư cho dân chúng vay vào khoảng độ 3.25. Đây là một trong những cái sự kiện cho thấy rằng kinh tế của Mỹ vững vàng, là vì sáng thứ sáu, bản báo cáo của phúc trình của cơ quan sở nhân dụng cho biết là trong tháng 2 vừa rồi, nền kinh tế của Hoa Kỳ đã bơm vào thêm 273.000 công việc. Quý vị thấy ngon lành. Trong cái tháng Giêng chỉ có 250, và tháng 2 nó lên đến 273.000, và hạ cái tỷ lệ thất nghiệp từ 3.6 xuống còn 3.5. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu, và xin ơn trên phù hộ chúng ta.